Lớp chuyên gây sốt vì mang cả vũ trụ văn học vào kỷ yếu, đảm bảo đẹp hơn chụp bằng iPhone 7 1.000 lần. Nếu hỏi điều gì lưu lại từng khoảnh khắc thanh xuân thì với học trò cuối cấp, câu trả lời chính là kỷ yếu. Bộ ảnh này không chỉ đánh dấu thời khắc họ trưởng thành mà còn là nơi lưu giữ những tình cảm chân thành, cảm xúc không tên hay mối quan hệ mơ hồ với ai đó. Cứ mỗi mùa kỷ yếu về, mạng xã hội lại thêm trầm trồ với những thành phẩm được đầu tư kỳ công đến từ học trò. Đơn cử như mới đây, nhiều trang cộng đồng đã chia sẻ lại bộ ảnh kỷ yếu lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học của học sinh lớp 12 Văn Sử Địa, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Bộ ảnh kỷ yếu gây chú ý với concept độc đáo khi học sinh hóa thân thành nhân vật trong các tác phẩm văn học nổi tiếng như Chí Phèo, Mắt Biếc, Thúy Kiều, Số Đỏ, Vợ Chồng A Phủ, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Tấm Cám, vân vân. Không chỉ chỉn chu trong ngoại hình mà các bạn còn thể hiện đúng thần thái của mỗi nhân vật được hóa thân, khiến ai nhìn vào cũng đoán ra ngay tên tác phẩm. Các bạn mất khoảng 1 tháng để hoàn thành ý tưởng, lớp chụp từ đầu tháng 1 và đến khoảng tháng 3 thì nhận được hình. Sau đó cả lớp mất thêm 1 tháng nữa lựa hình đẹp để studio thiết kế thành poster phim. Đến cuối tháng 5, cả lớp mới thống nhất công khai bộ hình này. Xuất phát điểm là học sinh khối chuyên xã hội, các bạn đều mang trong mình niềm đam mê nghệ thuật. Ý tưởng chụp hình của lớp được bắt đầu từ đây khi mong muốn có được một bộ ảnh kỷ yếu, chất và ý nghĩa trước khi ra trường. Đặc biệt là phải thật độc đáo thể hiện phong cách của học sinh lớp Văn Sử Địa. Những concept kỷ yếu kiểu này sẽ không bao giờ sợ lỗi thời vì thế giới văn học luôn ở đó, tồn tại mãi trong lòng thế hệ học sinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Thám TV, tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé!